bảo rằng người Thái nói bảo rằng đây là tất cả theo Phật và có sự tu hành. Chụp hình này vừa quay về chụp hình vừa xuất hàng lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời này. Dạ. Mình mua cá phi hay gì đó mình rải cho cá và chỉ một bao ăn mà không thì thật thôi nhé. Các bạn hãy tìm tắm vào trong.